Rồi. Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là tính không 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 lên clip đâu. Nhưng mà hôm qua mình có một cái đơn đấy, có người chuyển khoản rồi, chuyển khoản là 300. Nhưng mà hôm qua cái do cái máy mình xóa bớt cái những cái tin nhắn rác đi ấy. Hôm nay mình xóa luôn vô cái tin nhắn của một người đó. Người đó chuyển khoản cho mình là 300. Ở 110 xẹt 44 đường bà Hôm gì đấy, phường 13 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Đấy thì hôm nay mình gửi nhưng mà không 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 có thấy cái số điện thoại được. Tại vì mình lỡ xóa rồi. Thì ai ai là chủ của cái số tài khoản mà chuyển khoản cho mình rồi đấy. Thì nói cho mình gọi điện hoặc là gửi lại cho mình xem là mua cái gì nhá. Mua cái gì thì mình mới biết được để mình gửi. Mình biết là mua cái gì rồi nhưng mà ý là chống kẻ gian lợi dụng đấy. Thì gọi điện cho mình để mình gửi cái thứ đó cho bạn nhá. Thông cảm nhá. Tại vì gửi cho anh em hết rồi đấy nhưng mà cái này là người ta yêu cầu là có số điện thoại. Nhưng mà qua xóa thì quên thì xóa luôn. Đấy. Về cái vấn đề thứ hai là có một hôm đang đi ấy, thì có người gọi điện bảo là mình nhớ là người ấy mua một cái máy may hen với đặt thêm một cục pin rời nữa nhưng mà mình quên không gửi sạc. Thật sự lúc đó là đại thôi chứ không nhớ được là ai cả. Thì ai đó thì gửi tin nhắn gửi địa chỉ lại cho mình để mình gửi cục sạc cho nhá, thông cảm. Cái vấn đề thứ ba là ai đặt cái gì đấy thì lưu ý là đừng có nói nữa mà gửi tin nhắn đi, gửi tin nhắn nội dung tin nhắn là đặt pin làm cái gì đấy thì mình mới nhớ được chứ nhiều khi đang đi tìm đồ hay đang đi kiếm đồ đấy mọi người gọi đâm ra là lúc đó mình nhận lời thôi nhưng mà về nhà có khi là quên đi không không nhớ nổi được. Đó, cho nên mọi người thông cảm nhé, mọi người có gì thì cứ gửi tin nhắn cho mình nhé. Đấy, hiện là giờ là mình đang nhận của bạn Hải làm hai cục pin, một pin là hai cục, mỗi cục 12V. Đấy là một người hai cục 8,4V. Đó là anh Dũng. Rồi còn một người chiều nay gọi điện cho mình nói là có gửi trên Facebook trên trên Zalo nhưng mà mình tìm trên Zalo không thấy gì cả. Thế thì anh thông cảm anh gọi lại cho em thì anh đặt cái gì thì anh cứ ghi cái nội dung ấy ở dưới phần tin nhắn ấy để em nhìn cái tin nhắn ấy, em nhớ em làm cho nhá chứ không phải là em sợ mọi người đặt rồi không lấy đâu. Nhưng mà có cái là nhiều lúc đang bận mọi người gọi từ chối thì nó khó coi, nhận lời thì thật sự về nhà thì quên sư đi không nhớ nổi. Đó. Thì thôi tiện đây mình có hai con máy cắt, một con là cái máy trộn bê tông đấy, cái máy máy giống như máy đầm dùi đấy nhưng mà loại loại to đấy, con này nó tới phải đến chục cân, hơn chục cân đấy. Đây là một con cắt gạch, con cắt gạch thì cái đời này thì bây giờ không có nữa đâu. Đây này, máy bền lắm mà chạy êm. Mình đang tháo cái đế ra để đánh chùi. Đó, máy này mắt cái máy máy cắt gạch. Đó, máy rất êm mà hai cái máy này hai hai cái máy này là điện 220 cả nhá. Đấy. Mình thử test cái máy này cho mọi người xem. Máy này là toàn là loại nồi đồng cối đá. Nó không phải là cái máy Trung Quốc bây giờ đâu. Nó là cái máy ngày xưa. Dùng rất bền. Đấy, motor to. Nguyên cái đùm này nó to lắm. Người thấy chưa? Không hề nẹt lửa luôn. Đây là cái thông số của nó này. Đó.
Máy này thì mọi người dùng thì quên sầu luôn, bền lắm. Rồi này nó lâu rồi, có cái bàn này nhá, mình tháo ra để mình đánh chùi cho nó sạch. Đó, nước sơn của nó này. Đó, bền lắm. Nó là motor, loại motor oval bẹp. Đó, to. Con này bán 250 nhá, điện 220, máy cắt gạch. Gạch về lắp lưỡi vô cắt gỗ cũng được. Tại sao? Đây, còn cái con motor này mình nói trước là nó quá khủng luôn. Nó rất nặng nha. Đó. Đây đang còn con đây đang còn ngàm chốt của nó này. Đó. Con này to hơn mấy con trước mình bán. Mà êm lắm, máy chạy rất êm. Đấy, máy đang chạy đấy, công tắc đằng sau này. Hôm mình bán giờ chưa có hôm nào mình thấy con motor nào mà nó chạy êm như con này. Phải nói công nhận con này nó chạy êm thật. Cho mọi người xem cái thông số của nó. Nó này nặng lắm. Đây, để mình cho gần lại cho mọi người xem. Đấy, mọi người xem thấy không? Nó điện là 220 nhá. Đấy, thông số của nó là 31 kg là sao ta? 31 kg là cả cả dây à? À dạ, nặng ghê vậy. 183 cái gì đây? HZ 220 8.74A 50 Hz 2840 R sạc min trên phút à? Đấy, mọi người lại gần này, mình bật máy cho nghe này. Rất êm. Đây nó có hai chữ nhìn sao không hiểu sao con máy này nó lại êm mức độ đó. Cái con motor này là mình bán cho mọi người là giá là 500 nhá. Nghĩa là ship là nó hơi nặng đấy mọi người ạ. Con này khá to, con motor này khá to. Như cái mình xem trên 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 ấy là đâu, hình như là nó cũng triệu mấy, rơi vào triệu mấy. Tầm đó. Ok, thì cái clip clip cũ của mình đấy thì đang còn mấy cái món đồ mọi người chưa 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 xem hết, cho nên là ui nặng lắm thôi trời ạ. Mình cũng cũng đây. À, nhà ai mà có trẻ nhỏ trẻ con đấy, đây cái ấm này nó tới như nó tới 3-4 lít đấy, nó là ấm điện nhá, không biết cái thông số nó là mấy lít này.
ấm điện nóc toàn bộ mọi người nhá. Đấy, nóc từ trong ra ngoài. Mình có mấy 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 cái như thế này, không biết cái ấm này là sôi nó có kêu không, nhưng mà trên đây mình thấy có cái khe. Chắc không kêu đâu. Lòng ấm đang rất sạch. Đấy. Thì vẫn đang dùng bình thường mà. Ấm này là mình bán có 100 thôi mọi người nhé. Còn ấm siêu tốc, loại siêu tốc kia thì là có 50k thôi. Đấy. Đây, quạt 12V nhé. Quạt 12V 100k. Đèn đi 2 pin mọi người nhé. Đèn 2 pin. Có sạc siếc luôn. Đèn như đi là 150 này. 150k. Còn mấy cái khoan ấy, mấy cái khoan kia là mọi người thì có hai người đặt một cây này rồi. Cây này là anh Vinh anh đặt rồi. Anh đặt hai cây. Cây đó với cây này. Anh đặt hai cây này. Anh đặt hai cây này rồi, chỉ còn có mấy cây thôi. Đấy. Còn có mấy cây. Mình ai đặt thì mình làm thôi chứ mình không không làm sẵn nữa. Rồi. Còn cái lô khoan mà mười mấy cây đó mọi người, mọi người xem sao để lấy được thì mình bán cả lô cho nhá. Chứ xé lẻ ra mình không 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 biết xé kiểu gì cả. Ít nhất là tối thiểu mọi người ít nhất là phải mua 5 cây. Đấy. Nếu mà mua 500 5 cây thì mình sẽ bán cho. Này, có 100 cây thôi mà. Không nhiều. Rồi, ok. Hôm nay chủ yếu là mình lên để mình nhắn cái thông báo là cho cái anh đó là ở trên 110 trên 44 đường bà Hôm gì đấy, phường 13 quận 6 nhé. Anh cho em lại cái số điện thoại và nói rõ xem là anh mua cái gì nhé. Tại vì anh chuyển khoản cho em rồi nhưng mà nói thật em không ai em xóa cái tin nhắn đi rồi. Âm ra là không biết để gửi cho anh. Biết mỗi địa chỉ thôi, tại vì cái địa chỉ thì em ghi đây, còn cái số máy thì em xóa mất rồi. Đó. Rồi, xin chào mọi người nhé.